xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nhật ý xin kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Quảng Long, chủ trì chùa tu viện Pháp Âm tại Atlanta, qua sự chia sẻ và giảng dạy của Thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp và có đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật. Chúng tôi xin kính chào cô Nhật Ý và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Chúng tôi xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đài IBC, chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, thì nhân dịp lễ Phật Đản năm nay, năm 2016, thì ngày lễ Phật Đản có ý nghĩa gì? Dạ, kính mời. A Di Đà Phật. Nhân mùa Phật Đản năm nay đó, thì chúng ta mỗi năm đều tưởng nhớ đến cái ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Cho nên câu hỏi được đặt ra là ngày Phật đản nó có ý nghĩa gì? Thông thường chúng ta biết rằng cái vấn đề theo cái thế gian đó, người đời khi người ta sinh ra và lấy cái kỷ niệm cái ngày sinh của mình đó, là một cái ngày vui, ngày chúc mừng, ngày chúc tụng, ngày vui mừng. Rồi theo mỗi tôn giáo, chúng ta thấy cái vị giáo chủ khai sinh ra, tức là giáo chủ một cái tôn giáo, khai sinh ra một cái tôn giáo của mình đó. Chẳng hạn như Cơ Đốc giáo là Chúa Giêsu, mỗi năm đến cái ngày Noel thì người ta làm lễ rất lớn và có thể ảnh hưởng lan tỏa đến khắp cả thế giới. Đối với tôn giáo Đạo Phật, chúng ta thấy mỗi năm đến cái ngày Phật Đản đó, tức là ngày rằm tháng tư. Ngày rằm tháng tư là cái ngày đản sinh của Đức Phật. Và cái chữ Phật Đản đó thì cho chúng ta thấy rằng còn gọi là danh từ cái ngày Khánh Đản. Cái ngày Khánh Đản là một ngày vui mừng. Tức là khi tưởng nhớ đến cái ngày đản sinh của Đức Phật, lòng chúng ta đều hân hoan, rộn ràng để kính mừng một bậc giác ngộ, một bậc vĩ nhân đã xuất hiện nơi trần gian này, để xuất hiện trên cuộc đời này để làm cái gì? Tức là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này đó để cứu khổ, độ sinh. Về cái mục tiêu cao cả, tối hậu của Đức Phật là giúp cho con người, hay một cách khác là giúp cho chúng sinh thoát khỏi những cái bể khổ trầm luân mà chúng sanh vốn dai dẳng, vốn đang bị chìm đắm trong cái luân hồi sanh tử bất tận vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài thị hiện trong cuộc đời này, Ngài ra đời, Ngài đản sinh đó, để đánh dấu một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, mà có thể nói mấy vạn năm mới có đóa hoa ưu đàm nở một lần, mới có đóa hoa linh thoại nở một lần, chứ không phải dễ dàng gì có một bậc vĩ nhân xuất thế mà xuất hiện như Đức Phật. Vì vậy cho nên đến ngày đản sinh của Đức Phật á, thì chúng ta thấy mỗi năm đến ngày rằm tháng tư. Ngày xưa thì theo cái tục cổ lệ, chúng ta cúng vào ngày mùng 8 tháng 4. Theo cái lịch Trung Hoa họ tính xê dịch giữa lịch của Ấn Độ và Trung Hoa đó, thì cúng vào ngày mùng 8 tháng 4. Và ngày nay thì chúng ta thấy sau cái đại hội thống nhất 1951 tại Tích Lan đó, thì lấy cái ngày thống nhất đó là ngày trăng tròn theo cái lịch Vê Sắc, lấy ngày rằm trăng tròn làm cái ngày lễ Phật Đản, ngày đản sinh của Đức Phật là ngày trăng tròn tháng tư. Do đó đến mỗi năm đó, người con Phật đều tưởng nhớ đến cái ngày đản sinh là một ngày rất là trọng đại, vô cùng thiêng liêng, một ngày mà có thể nói ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ và cao cả nhất ở trong
ở tâm khảm của những người con Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin cảm ơn thầy. Vậy kính bạch thầy thì tại sao Đức Phật khi mà mới sinh ra là thì đi trên 7 bước sen thì có ý nghĩa gì? Câu hỏi được đặt ra rất hay. Đức Phật khi ngài sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni đó, ngài bước trên 7 bước hoa sen. 7 bước sen vàng nâng gót ngọc 3000 thế giới đoán Như Lai. Là hai câu liễn hay. Cho chúng ta thấy khi Đức Phật ngài giáng trần đó cho một ý nghĩa. Đức Phật không phải là một con người bình thường giống như một con người chúng ta từ phàm phu, mà Đức Phật nhìn ở một cái góc độ theo cái chiều có quá khứ, hiện tại, vị lai, vô thủy kiếp, vô lượng ba tăng kỳ kiếp. Đức Phật đã từng trải qua cái việc tu hành trong kiếp sống nào, ngài cũng dấn thân nỗ lực và làm tu hành Bồ Tát. Cho nên từ cái kiếp sau cùng, đó là ngài là một vị Bồ Tát khổ minh, cung trời đấu xuất, ngài giáng trần theo một cái nguyện lực. Đức Phật ra đời ở trong cái cuộc đời này là theo cái nguyện lực. Còn chúng sinh sinh ra trong cái cuộc đời này là theo cái dòng nghiệp luân chuyển, tức là theo nghiệp đẩy mình, sức nghiệp, nghiệp lực, lực là một sức nghiệp đẩy mình đi vào trong cuộc đời. Còn trong khi Đức Phật vì phát một đại nguyện khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến, như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng chỉ dạy, tức là Đức Phật trong cuộc đời này, Đức Phật giáng trần đó là từ ý nghĩa giáng trần là từ nơi chỗ cao ngài bước xuống ở nơi cuộc đời ngũ trược ác thế này. Bởi cuộc đời này nó nhiều phiền não, nhiều trầm luân, nhiều hệ lụy khổ đau. Do đó Đức Phật ngài đã phát nguyện. Tại sao các thế giới khác Đức Phật ngài không có giáng trần, không có đến đó để độ cho chúng sinh, mà Đức Phật giáng trần ở nơi cái cuộc đời đau khổ này? Cuộc đời này chúng ta biết là vốn là những cái thú vui ngũ dục lạc nó bao vây mình, và nó làm cho chúng ta cái vui thì rất là quá mong manh, nhỏ bé, nhưng mà cái khổ thì nó triền miên dài dặn và quyến lấy con người, làm cho con người chúng ta bị chìm ngập ở trong cái luân hồi sinh tử bể khổ trầm luân này. Do đó Đức Phật thấy được cái điểm này, và vì con người, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, đây là một cái mục tiêu của Đức Phật. Tại sao ngài giáng trần ở trong cuộc đời này là vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Hạnh phúc cho loài người, chẳng những cho loài người chúng ta không, mà còn cho hàng chư thiên ở thiên giới. Cho nên ngài xuống trần, ngài mới bước đi 7 bước hoa sen. Ngài xuống trần là ngài trước khi mà Hoàng hậu Bà Gia, theo cái tục cổ lệ ngày xưa của Ấn Độ đó, theo truyền thống đó thì bà phải về quê mẹ của mình, mẹ ruột của mình để lâm bồn. Thì giữa cái vườn ngự uyển, bà đi vào nghỉ ngơi. Và lúc bây giờ bà vừa đưa cái cành tay lên hái một cái hoa, đó hoa vô ưu đó, thì Đức Phật từ ngang hông của bà đã nghiễm nhiên và bước trên 7 bước hoa sen. Và ngài đã tuyên bố dõng dạc một câu như thế này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ứ kim tận hỷ. Tức là từ vô lượng sanh tử, từ đây là ta chấm dứt rồi. Và trên cái trời dưới trời này đó, thì ta là bậc tối thượng, tối tôn hơn cả. Và ngài đi trên 7 bước hoa sen đó, là bởi vì cái hoa sen là biểu trưng cho cái gì? Cái hoa sen là biểu trưng cho một sự tinh khiết, không có dính bùn, không có nhiễm ô. Mặc dù hoa sen từ ở trong cái bùng sình mà mọc lên đó hoa sen, nhưng mà khi mà nó mọc lên khỏi bùng đó, hoa sen không bao giờ nhiễm ô mùi bùng. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Và bảy bước, cái bảy, tại sao cái có con số bảy này? Cái con số bảy là một con số cát tường, một con số mà ý nghĩa triết học của nó rất cao cả, mà người cái triết học Ấn Độ đã
nhắm vào, tức là cái con số rất là tốt đẹp, con số rất là may mắn, con số rất là cát tường, con số chỉ cho những cái sự an lành. Do đó Đức Phật Ngài đi trên bảy bức hoa sen để biểu thị cho tất cả những cái điều gì cát tường an lạc nhất mà Ngài đã xuống trần này, xuống trần gian này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin cảm ơn thầy. Xin quý vị hoan hỷ đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại đã bao trợ cho đài. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xây thương thân tình trong đạo Phật.